Tập đoàn Giáo dục Quốc Văn là đơn vị chuyên đầu tư về giáo dục. Đến với Quốc Văn, quý phụ huynh sẽ nhận được sự chăm sóc chu đáo, tận tình cho đứa con yêu quý của mình trong việc ăn, ở và học tập. Một ngày của một học sinh Quốc Văn bắt đầu lúc 5:30 sáng bằng bài tập thể dục, điểm tâm và lên lớp. Ăn trưa là bữa tiệc rộn ràng và thịnh soạn nhất trong ngày. Nghỉ trưa, lên lớp buổi chiều với những buổi học nhẹ nhàng chỉ 3 tiết và nghỉ ngơi thư giãn, chơi thể thao. Bữa cơm chiều được phục vụ lúc 17:30. 18:30, giờ lên lớp buổi tối là buổi ôn bài trong ngày và chuẩn bị bài vở cho buổi học ngày mai với sự giám sát của các thầy cô quản học. Mọi thắc mắc đều được thầy cô giải đáp ngay, giúp các em giải những bài tập khó trong ngày. Giờ học tối kết thúc lúc 21:30 và các em được dùng bữa ăn nhẹ. Và một bộ phận đã hoàn thành bài thi thông thả vui đùa. Bộ phận chưa hoàn thành phải trở lại lớp tiếp tục học cho xong. 23:00, tất cả lên giường ngủ. Phương pháp dạy và học tại Quốc Văn giúp học sinh được tiếp cận bài vở một cách nhẹ nhàng nhờ vào các phương tiện hiện đại. Giáo viên là những chuyên gia giỏi của ngành. Cơ sở vật chất khang trang. Ngoài ra, những tiết học ngoài trời, những buổi dã ngoại cũng góp phần hứng thú cho các em học sinh sau những ngày học căng thẳng. Quốc Văn là hệ thống giáo dục đào tạo từ lớp 1 đến lớp 12 và luyện thi đại học. Đối với lại hệ thống trường Quốc Văn Sài Gòn, trước kia là trung tâm luyện thi đại học Duy Tân, thì đã có những cái thành tích rất là tốt trong quá trình bồi dưỡng văn hóa cũng như là luyện thi đại học cho các thí sinh hàng năm. Thì theo thống kê của chúng tôi, thì trung tâm luyện thi Duy Tân trước kia cũng như là hệ thống trường Quốc Văn bây giờ luôn luôn đạt tỷ lệ thí sinh thi đậu đại học cao đẳng nguyện vọng 1 ở mức độ 75% trở lên. Và con số này không ngừng tăng theo thời gian. Cụ thể là năm 2008, thì hệ thống trường Quốc Văn đã được lọt vào trong top 200 các trường trung học phổ thông trên cả nước có tỷ lệ học sinh đậu đại học cao nhất. Và đây là con số rất là đáng phấn khởi. Và theo tôi thì hệ thống trường Quốc Văn là một địa chỉ đáng tin cậy để các em thí sinh cũng như là các vị phụ huynh có thể gửi gắm con em mình vào học để trở thành những người có ích cho tương lai. Trường Quốc Văn đã đạt các thành tích cao trong hiệu quả đào tạo như 3 giải học sinh giỏi quốc gia, 45 giải học sinh giỏi thành phố các loại, huy chương vàng Olympic 30 tháng 4. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013, em Lê Minh Cường xuất sắc đậu thủ khoa Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt, vừa qua nhà trường đã vinh dự đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quốc Văn, hệ thống giáo dục luôn đem lại niềm tin cho tất cả phụ huynh. Điện thoại tư vấn 0906 787 555.